Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãnh Lực Dương. Thường xuyên tập luyện các bài tập chữa yếu sinh lý, xuất tinh sớm chính là liều thuốc tự nhiên giúp cho nam giới cải thiện được sức khỏe sinh lý và khả năng tình dục. Tuy nhiên, cần phải thực hiện đúng cách để đảm bảo tính hiệu quả và tránh các vấn đề rủi ro phát sinh trong quá trình tập luyện. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn 7 bài tập chữa yếu sinh lý và xuất tinh sớm hiệu quả. Hãy theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đầu tiên thì tôi muốn giới thiệu cho quý vị chính là tác dụng của việc tập luyện đối với sức khỏe sinh lý nam là gì. Dành thời gian cho hoạt động thể chất mỗi ngày luôn là giải pháp tối ưu để duy trì sức khỏe tốt. Các chuyên gia nam khoa cho biết rằng nam giới thường xuyên rèn luyện các bài tập chữa yếu sinh lý, xuất tinh sớm sẽ giúp cho hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh nhanh chóng. Yếu sinh lý và xuất tinh sớm là các rối loạn tình dục rất phổ biến ở nam giới. Các tình trạng này khiến cho khả năng tình dục ở nam giới giảm sút, lâu dần còn dẫn tới tâm lý tự ti, sợ hãi và lãnh cảm với hoạt động tình dục. Nhiều trường hợp bệnh tình kéo dài còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe sinh sản. Việc rèn luyện các bài tập phù hợp sẽ giúp cho nam giới kiểm soát tốt hơn việc xuất tinh, đồng thời làm tăng ham muốn tình dục và cải thiện chức năng sinh lý một cách tối ưu. Và sau đây là một số lợi ích của việc thường xuyên rèn luyện các bài tập chữa yếu sinh lý và xuất tinh sớm. Cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như là sự dẻo dai khi mà hoạt động tình dục, khiến cho nam giới sung mãn và phục vụ cho bạn tình tốt hơn. Hỗ trợ cải thiện và kéo dài thời gian quan hệ, đồng thời làm tăng khoái cảm khi giao hợp. Tập luyện còn giúp cho tăng cường tuần hoàn máu, từ đó cải thiện lưu lượng máu tới dương vật để làm tăng độ nhạy cảm cũng như là thời gian cương cứng. Điều này đặc biệt có lợi cho nam giới mắc chứng rối loạn cương dương. Tập luyện đúng cách còn giúp cho ức chế quá trình sản sinh hormone, từ đó sẽ giúp cho nam giới giải tỏa được tâm lý và cải thiện được cảm xúc khi mà quan hệ tình dục. Song song với việc thực hiện các bài tập chữa yếu sinh lý và xuất tinh sớm mỗi ngày thì nam giới cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt khoa học, cần bổ sung đủ dưỡng chất, tránh thức khuya, tiêu thụ rượu bia hay là hút thuốc lá. Và dưới đây chính là hướng dẫn 7 bài tập chữa yếu sinh lý và xuất tinh sớm hiệu quả. Dành thời gian cho hoạt động thể chất mỗi ngày sẽ giúp cho bạn thư giãn và nhận được nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Đặc biệt là đối với nam giới đang gặp tình trạng yếu sinh lý và xuất tinh sớm hay là rối loạn cương dương thì tập luyện càng đóng một vai trò quan trọng hơn. Tuy nhiên, cần phải chú ý lựa chọn bài tập phù hợp và tập luyện đúng cách. Và dưới đây chính là 7 bài tập chữa yếu sinh lý xuất tinh sớm được đánh giá cao. 1 là bài tập Kegel chữa yếu sinh lý xuất tinh sớm. Bài tập Kegel có khả năng trực tiếp tới sức mạnh của nhóm cơ sàn chậu. Việc cải thiện sự mạnh mẽ của nhóm cơ sàn chính là yếu tố quan trọng giúp cho nam giới tăng cường được khả năng tình dục. Bài tập Kegel giúp cho cơ sàn chậu khỏe mạnh sẽ hỗ trợ tốt cho khả năng tình dục của nam giới. Nhóm cơ sàn chậu khỏe mạnh sẽ giúp cho nam giới kiểm soát tốt hơn việc xuất tinh và chống lại tình trạng xuất tinh sớm. Đồng thời còn giúp cho dương vật kéo dài được sự cương cứng khi quan hệ tình dục. Và để tập luyện được bài tập Kegel thì trước tiên cần phải xác định vị trí của khối cơ sàn chậu bằng cách là dừng tiểu giữa chừng rồi cảm nhận xem vị trí cơ nào đang chịu trách nhiệm giữ cho dòng nước tiểu ngừng lại. Thứ hai là tăng cường sinh lý chống xuất tinh sớm bằng bài tập squat. Squat là một bài tập rèn luyện thể chất rất quen thuộc của phái mạnh, nhất là những chàng đam mê bộ môn gym. Bài tập squat tác dụng lực chủ yếu lên vùng hông và vùng mông đùi. Thường xuyên rèn luyện sẽ giúp thúc đẩy được sản sinh nội tiết tố nam testosterone một cách tự nhiên. Hơn nữa, tập squat đúng cách còn giúp tăng cường sức mạnh khối cơ BC, đồng thời cải thiện được quá trình tuần hoàn máu đến vùng xương chậu và xương vật, từ đó giúp cho dương vật kéo dài, duy trì được độ cứng lâu hơn và kéo dài thời gian lâm trận. Và để giúp cho cải thiện tốt hơn chức năng sinh lý, nam giới nên squat với tạ. Thứ ba là các bài tập yoga cải thiện sức khỏe sinh lý nam. Yoga là một bộ môn vận động nhẹ mang đến nhiều lợi ích cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Đặc biệt là bộ môn này còn rất tốt với sức khỏe sinh lý nam. Các chuyên gia nam khoa cho biết rằng một số tư thế trong yoga có tác dụng tới vùng chậu và khối cơ BC, nhờ đó giúp cho tăng ham muốn và kiểm soát tốt hơn quá trình xuất tinh. Tư thế cây nến hay là tư thế rắn hổ mang trong yoga được nhận định là đặc biệt phù hợp với nam giới bị yếu sinh lý, xuất tinh sớm hay gặp các vấn đề về rối loạn tình dục khác. Thường xuyên tập luyện còn cải thiện được sự dẻo dai của xương khớp, từ đó giúp cho nam giới có khả năng thực hiện được nhiều tư thế khó khi mà quan hệ tình dục. 4 là tập plank cải thiện sinh lý và chống xuất tinh sớm. Bài tập plank không dừng lại ở công dụng làm săn chắc cơ bụng. Hơn thế nữa, đây còn là một bài tập mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt là giúp cho tăng cường sự linh hoạt và dẻo dai cho hệ sống xương khớp. Tập luyện thường xuyên có thể giúp làm tăng cường sức chịu đựng cũng như khả năng giữ thăng bằng và sự dẻo dai của cơ thể. Bài tập này giúp cải thiện chức năng sinh lý và giúp cho nam giới kiểm soát tốt hơn hoạt động xuất tinh, và từ đó giúp cho khắc phục tình trạng xuất tinh sớm và kéo dài thời gian giao hợp. Thứ năm chính là cải thiện chức năng sinh lý nam với bài tập luyện cơ BC. Khối cơ BC có chức năng co thắt và tạo lực đẩy để đưa tinh binh ra ngoài. Ngoài điều tiết hoạt động xuất tinh thì khối cơ BC khỏe mạnh còn giúp cho nam giới kiểm soát tốt hơn khả năng tình dục. Trước khi thực hiện bài tập thì nam giới cần phải xác định khối cơ BC bằng cách đặt hai ngón tay xuống bên dưới tinh hoàn. Sau đó tưởng tượng mình đang đi tiểu và cố gắng để ngăn không cho nước tiểu tiếp tục chảy. Lúc này nam giới sẽ dễ dàng cảm nhận được vị trí của khối cơ BC. 6. Là bài tập cơ bụng chữa yếu sinh lý và xuất tinh sớm. Rèn luyện cơ bụng khỏe mạnh và dẻo dai cũng chính là giải pháp giúp nam giới cải thiện khả năng tình dục và kiểm soát tốt hơn thời gian xuất tinh. Bởi ngoài cơ PC thì cơ bụng cũng có ảnh hưởng lớn tới khả năng tự chủ trong việc xuất tinh của phái mạnh. Ngoài ra, vòng hai săn chắc cũng giúp tăng cường lưu thông máu tới dương vật, đồng thời còn kích thích cơ thể sản sinh nhiều testosterone nội sinh hơn. Hơn nữa, vòng hai săn chắc, cơ thể cân đối còn giúp cho nam giới tự tin hơn về ngoại hình trước đối phương, từ đó tạo thêm cảm giác hưng phấn khi quan hệ tình dục. 7. Là bài tập đi bộ giúp tăng cường sức khỏe sinh lý nam. Đi bộ là bài tập rèn luyện sức khỏe rất đơn giản được nhiều người lựa chọn thực hiện mỗi ngày. Đây là liệu pháp giúp cho não bộ được thư giãn, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảm cân và kiểm soát cân nặng. Trong khi đó, thừa cân béo phì lại có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh lý nam. Ngoài ra, việc đi bộ thường xuyên không chỉ tác dụng lực lên đầu gối mà còn tác động đến cả vùng đùi, hông và mông. Nhờ đó sẽ kích thích được sự linh hoạt của các khối cơ ở đây và cải thiện lưu lượng máu đến dương vật. Từ đó giúp cho dương vật giữ cương lâu và hỗ trợ nam giới kéo dài thời gian quan hệ tình dục. Mỗi ngày nam giới nên dành khoảng từ 30 đến 45 phút cho bài tập đi bộ. Đi bộ thường xuyên không chỉ giúp cho tinh thần thoải mái mà còn cải thiện được chức năng tình dục. Cần lưu ý rằng không nên ăn quá no hoặc là uống quá nhiều nước bởi có thể gây ra tác dụng xấu cho hệ tiêu hóa. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn về một thực phẩm bảo vệ sức khỏe rất tốt dành cho nam giới, đó chính là Mãnh Lực Dương. Sản phẩm này được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Công dụng của Mãnh Lực Dương là giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý ở nam giới, giúp nam giới lấy lại được sự hưng phấn ham muốn trong quan hệ tình dục, làm giảm nguy cơ mãn dục nam, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối do thận hư. Các bạn có thể mua sản phẩm qua hotline hoặc Zalo số 089 991 8585 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.